Thử thách lắp Lego chớp chớp, ai thắng nhận 200k. Nếu các bạn nghĩ người rừng sẽ giành chiến thắng thì hãy ấn like video này. Còn nếu các bạn nghĩ mình thắng thì hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho tụi mình nhé. Cuộc thi bắt đầu. Ok, và sau hơn 30 phút thì anh Tích Bi đã tìm ra người chiến thắng. Và phần quà này sẽ là của em. Yeah. Nhưng ai đã chọn người rừng giành chiến thắng thì hãy để lại comment cho anh Tích Bi biết nhé. Còn đây là món quà của hai đứa. Bye bye. Thử thách lắp Lego 8 tuốt, ai thắng nhận 500k. Nếu các bạn nghĩ người rừng giành chiến thắng thì hãy ấn like video này. Còn nếu các bạn nghĩ mình thắng thì ấn đăng ký để ủng hộ cho tôi mình nhé. Cuộc thi bắt đầu. Xong. Người rừng đã giành chiến thắng. Anh tặng em một hộp chứa lúa mạch thạch cun cun. Và phần quà của em là 500k. Ngày hôm sau. Lego 8 tuốt của tớ. Mày đi đường này, giá chiến thắng tao à. Mày đi Lego 8 tuốt này. Này đi Lego 8 tuốt này. Cho hư hết. Ai lại phá nát Lego 8 tuốt của mình? Ơ? Có chuyện gì vậy người rừng? Ai đâu phá nát hết Lego 8 tuốt của em rồi anh à? Trong này ngoài anh ra còn có mũ vàng. Anh không phá. Không lẽ nào? Mũ vàng đâu rồi? Lại đây thôi. Có chuyện gì vậy anh? Có phải em là người phá Lego 8 tuốt của người rừng không? Em không phá. Em mà không phá thì ai dám vào đây phá được? Nếu các bạn nhìn mũ vàng là người phá thì hãy ấn like video này. Còn nếu các bạn nghĩ mũ vàng không phá thì hãy ấn đăng ký kênh để anh Tích Bi sớm tìm ra thủ phạm nhé.